Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan quản lý tiền tệ không có chủ trương siết tín dụng bất động sản mà là kiểm soát chặt rủi ro cho vay trong lĩnh vực này. Thời gian gần đây, thị trường bất động sản cũng như là dòng vốn tín dụng vào thị trường này được rất nhiều chuyên gia và dư luận quan tâm. Trong đó, nhiều quan điểm cho rằng Ngân hàng Nhà nước đang có chủ trương siết chặt tín dụng với lĩnh vực bất động sản. Thực tế, thời gian qua, cơ quan quản lý có kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản nhưng chỉ diễn ra ở một số ngân hàng thương mại. Từ nay tới cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ có đợt kiểm tra, rà soát hoạt động cho vay vào các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro ở nhóm nhà băng cỡ vừa và nhỏ. Bản tin thời sự trưa xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hàng chục hồ đập chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn là rất lớn. Trước thực trạng đó, các ban ngành liên quan đã huy động các nguồn vốn, triển khai nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo các tiêu chí an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Những hình ảnh của mùa lũ năm 2021 ở phía hạ du của hồ thủy điện Đạ Nhiêm luôn là nỗi ám ảnh của nông dân các xã Lạc Xuân. Bao tiền của và công sức đổ xuống ruộng, vườn đã bị nước lũ làm ngập hết, gây nhiều khó khăn đến đời sống kinh tế của người dân nơi đây. Rút kinh nghiệm của những năm trước, người dân cũng như chính quyền nơi đây đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trước mùa lũ năm nay. Mỗi lần cái nước xuống là nó quét cả hoa màu, cả đất đai đều đi hết. Rồi mỗi lần xả xong rồi người dân lại phải khắc phục lại là chở đất ở nơi khác tới rồi đổ vô rồi mới làm được. Ví dụ như mùa mưa tới nhưng những cái đất thấp á là cũng trồng cây ngắn ngày thôi, cũng hạn chế trồng. Cái vùng trũng, nhiều cái trũng thì bỏ luôn. Thì để hạn chế đến mức thấp nhất cái thiệt hại của nhân dân khi mà có xả lũ của hồ Đạ Nhiêm. Thì Ủy ban dân xã thường xuyên là khuyến cáo người dân khi mà bắt đầu vào mùa mưa là chủ động điều chỉnh cái vụ mùa gieo trồng sản xuất sao cho nó thích hợp với tình hình mưa bão xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là khi có xả lũ. Rồi thường xuyên tuyên truyền trên cái hệ thống đài truyền thanh của xã đến với bà con nhân dân là khi có lũ về thì chủ động là di dời trang thiết bị, tài sản, rồi vật dụng và vật tư trong sản xuất đến nơi an toàn và nhằm tránh cái thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng của người dân. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 435 công trình thủy lợi chủ động cấp nước tưới cho trên 46.000 hecta đất canh tác. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 68 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp do xây dựng lâu năm hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn. Trước thực trạng đó, các nguồn vốn đã được bố trí cho việc nâng cấp sửa chữa. Đập thủy lợi này có rất là có lợi ích cho bà con ở cánh đồng phía đối diện đây. Và mùa khô thì bà con tưới tiêu tất cả những cây ăn trái hoặc là cà phê hoặc qua năm xuất thắng. Đó. Nhờ vậy mà chúng tôi có điều kiện là thủy lợi nước đồ rất là thoải mái. Và hiện giờ thì tôi thấy tình trạng là đập là nó có xuống cấp, là một số là nó rạn nứt và nó rò rỉ. Xin đề nghị là các cấp trên nghiên cứu và tạo điều kiện cho đập được hoàn thiện hơn. Trên địa bàn huyện Di Linh còn một số công trình đang xuống cấp mà chưa được sửa chữa và có là nguy cơ là mất an toàn. Chẳng hạn như là hồ Đồng Đò, xã Tân Nghĩa thì là thường xuyên về mùa mưa thì bị ngập úng do là cái cống nó bị tắc. Hồ Con Râm xã Hòa Bắc, rồi là hồ La Oàn xã Hòa Bắc. Thì hai công trình này là được Ủy ban nhân tỉnh là đã đưa vào kế hoạch sửa chữa nhưng mà hiện nay là chưa sửa chữa. Nên là trong cái công tác mà quản lý về cái an toàn đập thì đơn vị là nó cũng có cái khó khăn. Đập Dân Đại nó hai thì công trình này là nó thường xuyên là nó hư hỏng do nó thoát lũ không hết, cho nên mùa mưa mà lưu vực thì nó lớn cho nên là nó hay ngập úng ở cái phía thượng lưu. Tổng kinh phí triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn hồ đập đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là khoảng trên 553 tỷ đồng để sửa chữa 56 công trình hư hỏng, cũng như triển khai phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, kiểm định, cắm mốc chỉ giới, phạm vi bảo vệ an toàn hồ đập, lắp đặt thiết bị quan trắc vận hành công trình, cảnh báo lũ hạ du cho các hồ chứa lớn. Đối với các công trình đã được bố trí vốn, Sở Nông nghiệp chúng tôi cũng sẽ thường xuyên là kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo cái tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn cũng như thực hiện đầy đủ các cái nội dung của pháp luật trong cái giai đoạn thi công.
về cái tình hình vi phạm hành lang công trình thủy lợi, chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo và các cái địa phương cũng như các đơn vị quản lý công trình tiến hành rà soát, tổng hợp, thống kê và xử lý cho theo phù hợp theo quy định của pháp luật. Cùng đó, các ngành chức năng cũng tăng cường lực lượng chuyên môn trong kiểm tra quan trắc, dự báo an toàn hồ đập, xử lý kịp thời các tình huống về an toàn hồ đập, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của an toàn hành lang công trình thủy lợi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ kéo dài đã khiến cho nhiều diện tích trồng rau bị ngập trắng, hư hỏng, lượng rau xanh về chợ giảm rất mạnh. Và điều này đã đẩy giá rau xanh tăng mạnh. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận tại Hà Nội. 15.000 đồng là giá của bó rau cải xanh. Sau một trận mưa đã tăng lên 30.000 đồng. Nhiều loại rau khác cũng đã tăng đồng loạt gấp đôi. Sau trận mưa những ngày qua, hàng loạt cánh đồng rau tại Hà Nội bị ngập sâu, khiến rau xanh khan hiếm trên thị trường. Rau lá thì tăng gấp đôi, gấp ba mỗi khi hàng ngày ấy. Trước mình mua bó rau 10.000, bây giờ khoảng 12. Thế thôi. Mà chuyện đấy nó là chuyện bình thường chứ không có ý kiến gì cả. Theo các tiểu thương tại chợ Đồng Sa, Cầu Giấy, rau ăn lá tăng mạnh, còn các loại rau củ quả như cà chua, bí các loại tăng nhẹ từ 7 đến 10%. Thì tất nhiên là nó phải tăng gấp đôi, gấp ba, bởi vì là ngập hết như thế mà rau nó cũng lại hỏng đấy. Vấn đề là nó hỏng đấy. Thì bọn tôi đi mua thì cũng rất là khó, bởi vì là bây giờ hàng hóa nó bị ngập như thế thì nó ít ấy, nó ít hàng ấy. Đi mua cũng khó. Giá rau tăng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán. Các tiểu thương dự báo giá rau xanh còn neo cao ít nhất từ 1 đến 2 tháng tới. Giá rau bây giờ từ cái hôm mưa ngập bây giờ giá rau lên rất là cao hơn với cả mấy hôm lọ nhiều. Cao gấp đôi, gấp ba cái đợt lọ. Cô mua buôn rất là khó khăn. Vì mưa nó ngập, dân người ta không đi hái được, nên ra bọn cô mua buôn là khó khăn. Tính từ đêm ngày 21 đến ngày 24 tháng 5, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra mưa vừa và mưa to, đã làm hơn 4.000 hecta lúa hoa màu bị ngập trong nước. Trong đó có hơn 1.000 hecta rau màu bị ngập, khiến cho rau bị dập nát, nhiều nơi không thu hoạch được. Dự báo mưa còn kéo dài ở miền Bắc đến đầu tháng 6. Vì vậy, người nông dân cần có sự chuẩn bị trong công tác thu hoạch để hạn chế những thiệt hại do mưa lũ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Thời điểm này thì rất nhiều sân chơi cũng được tổ chức để giúp cho các em nhỏ có thật nhiều trải nghiệm. Và trong dịp cuối tuần này, tại công viên Game Sky Park ở khu đô thị Sân Bay thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích dành cho các em. Công viên Game Sky Park rộng 3 hecta được ví như trái tim của khu đô thị Sân Bay Game Sky World. Các hạng mục tiện ích trong công viên được chú trọng đầu tư và xây dựng bài bản nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng cho người dân Long Thành và các vùng lân cận. Vào dịp cuối tuần này, nhân Ngày Quốc tế Thiếu Nhi tại Game Sky Park sẽ tổ chức nhiều hoạt động thú vị dành riêng cho trẻ em, không chỉ thỏa sức vận động tại các khu trò chơi trên cát, sân patin, hồ bơi, leo núi nhân tạo. Tham gia ngày hội thiếu nhi, các bé còn được các đội ngũ bác sĩ tư vấn sức khỏe dinh dưỡng, khám răng miễn phí và nhận được rất nhiều quà tặng xinh xắn. Tại Game Sky Park, mọi thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội tham gia vào cuộc đua vượt thử thách Adventure Forest, khu trò chơi vận động liên hoàn được vận hành theo mô hình trò chơi mạo hiểm nổi tiếng tại Úc và Singapore. Đồng thời, cùng tham quan các tuyến phố thương mại với các chuỗi tiện ích đa dạng đang được đưa vào sử dụng tại khu đô thị Game Sky World.